Em chỉ nói với anh em nha, nếu như đã cuốc vào chân thì vé 300 cũng như vé 3 triệu. Nếu như đã cuốc vào chân, vì sao? Vì con chim nó không đạt độ, vì bản thân ông chủ đó loay hoay quá. Bản thân ông chủ loay hoay quá. Loay hoay vì sao? Vì cái trận lớn. Vì cái trận lớn. Là anh em cứ nghĩ rằng là khi mà con chim bước vào cái trận lớn là anh em mình phải, có nghĩa là phải điều cho nó cái này, phải điều cho nó cái kia. Đấy là cái loay hoay anh em nhá. Đấy là cái loay hoay. Tại sao? Tại sao em phải nói với anh em như thế này? Tại sao quá trình anh em nuôi 300.000, 500.000 anh em thành công mà anh em cho đi giải 5 triệu, giải 7 triệu, thậm chí 10 triệu anh em mình lại loay hoay cuốc vào chân, đến cái tốt không được? Tại sao? Suy nghĩ lại nào. Bởi vì anh em mình chỉnh chu quá. Anh em mình chỉnh chu quá. Anh em mình lo cho con chim không đủ lực. Anh em mình lo cho con chim nhiều thứ. Anh em mình bổ sung cho nó cái này, anh em mình thêm cho nó cái khác. Sao như cái vé 300, 500 anh em không làm thế? Mà anh em mình xách đi mà lại nó lại ăn. Nào. Cho nên là ấy, cái vé 300 hay cái vé 500 hay cái vé 10 triệu, đừng bao giờ phải loay hoay cái gì. Em cũng là người trải qua, em cũng là người loay hoay này. Đừng ai nói là không loay hoay, bản thân em loay hoay này. Bản thân em cũng loay hoay này. Đừng ai nói là không loay hoay nhá. Nhưng đúc kết rằng bao nhiêu lần loay hoay thì phải đa số lần cuốc vào chân. Ấy là em không nói tất cả. Bao nhiêu lần loay hoay thì phải đa số lần là cuốc vào chân. Bởi vì sao? Đúng không? Ngày đang ăn một bữa, tự nhiên mấy hôm chuẩn bị thi 5-10 triệu, ngày ăn 2-3 bữa. Đúng không? Ngày tự nhiên cho nó ăn 2-3 bữa, đang cho ăn 2-3 con châu chấu, 5 con châu chấu, tự nhiên đi thi 5 triệu, 10 triệu lại cho ăn đến 15-20 con châu chấu. Để làm gì anh em? Để làm gì anh em? Con người mình nha, phải nói đây, con người mình khi mình ăn một bát cơm, ăn nhiều nó thành quen. Thấy không? Bao tử mình nó thành quen. Gần đến ngày gọi là có một trận bóng đá hoặc là có một cái gì đó cần đến sức khỏe, anh em mà bồi bổ. Bồi bổ 2-3 bát cơm, bồi bổ lấy tí đạm. Anh em sẽ bị trường hợp gì ạ? Anh em mình sẽ bị trường hợp gì? Nhiều trường hợp xảy ra đúng không? Mà trong khi đấy cái trường hợp tốt thì chưa thấy đâu, đúng không? Cái trường hợp tốt thì chưa thấy đâu, nhưng mà nhiều cái trường hợp xấu xảy ra. À, ăn xong phát cái tình trạng lo, khó chịu, khó thở, khó tiêu, đúng không anh em? Nó nhiều thứ. Ăn thịt nhiều thì bỏ cám, ăn mồi nhiều thì bỏ cám, ăn hoa quả nhiều thì bỏ cám. Mà cái cám nó là một cái tốt nhất để duy trì thể lực cho con chim. Cái cám nó là một cái duy trì tốt nhất thể lực cho con chim. Ai nói gì em cũng khẳng định cái đó. Dạ vâng anh Nghiệp Phạm, em chào anh. Cái cám là một cái duy trì tốt nhất cho con chim về thể lực. Con chim một ngày không ăn được cám, em đảm bảo anh em không chơi được sâu đâu. Em đảm bảo với anh em không chơi được sâu đâu. Thế cho nên là anh em mình có đi thi giải to, giải lớn, giải nhiều tiền, giải ít tiền, đừng bao giờ phải loay hoay. Được chưa? Đừng bao giờ phải loay hoay, hãy cứ chăm đều cho em. Con chim tích lực, con chim tích những cái sức khỏe là ở hàng ngày.
không? Con chim để mà đóng theo cái kiểu là đóng vào những cái gọi là gần đến ngày thi, là để đóng cái lửa cho nó thôi, đúng không? Để đóng cái lửa cho nó thôi, chứ không phải là đóng lực cho nó, không phải là đóng lực cho nó ở mấy ngày thi nữa rồi. Cái tầm mà lúc đó chỉ đóng lực cho nó thôi, 2-3 ngày cuối thì bơm rồi, là bơm lực thôi, à bơm lửa thôi chứ không phải bơm lực. Bởi vì cái lực, cái thể lực con chim ấy, nó phải duy trì hàng ngày, nó phải duy trì hàng ngày để có cái thể lực, cũng như anh vận động ăn uống, nó phải có một cái gọi là cái đều đặn, mình gọi là cái sinh hoạt đều đặn, thì cái cơ thể anh còn mới khỏe được, đúng không? Chứ không phải nay anh bia rượu mai anh ấy, cái cơ thể anh khỏe được đâu. Nay anh thịt mai anh bỏ cơm làm sao anh khỏe được. Anh em mình có thể ăn thịt thay cơm, nhưng cái sức khỏe của mình, cái sức độ bền của mình chưa chắc có. Con người mà không có tinh bột không bao giờ có sức khỏe, dù nhiều hay ít vẫn phải có. Em ấy mà không ăn cơm là em mất chất luôn, không chịu được. Nếu như bảo bún phở, ngày nào cũng phải có một bữa cơm, cũng như anh em vậy, ngày cũng phải có một bữa cơm. Đấy, thì con chim với cái cám của nó, anh em mình phải hiểu đó là cơm. Bởi vì sao? Đó là cái thức ăn hàng ngày. Cái thức ăn đó có thể làm lo được con chim. Cái thức ăn đó có thể làm no lâu, làm lo rất là lâu, đúng không? Làm lo rất là lâu, lâu hơn 3 cái hoa quả, lâu hơn 3 cái mồi. Có thể là mỗi anh em một cách chăm, mỗi anh em một cách thành công khác nhau. Đây em không phải nói đó là cái vấn đề tuyệt đối. Ở trên đời này không có cái gì là tuyệt đối cả. Không có cái gì là tuyệt đối. Cũng như cái lời đó em nói ra, có thể đúng với người này, có thể đúng với người kia, có thể không đúng với người khác. Con chiêu anh siêu rượu mà nó ăn dế tốt, ngày cho ăn mấy con em. Anh ơi, ăn tốt hay không ấy thì nó cũng phải có mức độ nhất định. Phải có một cái mức độ nhất định, cộng với cả cái cách anh chăm sóc hàng ngày. Nó như anh tập thể dục hàng ngày ấy, phải có một cái chế độ đàng hoàng, chứ không phải cứ bừa phứa cho ăn được. Nuôi chim ấy mình phải như kiểu nó phải đưa vào một cái kỷ luật, như kiểu kỷ luật quân đội ấy. Yeah. Làm gì ở trong quân đội, làm gì cho anh em được ăn phè phỡn, làm gì cho anh em được ăn thịt nhiều. Lính tráng, gọi là lính tráng thì nó chỉ có suất thôi, đúng không? Thế cho nên là anh em hãy chăm ở cái chế độ bình thường thôi, đừng có mà lo dồn đói góp, đừng có lo dồn đói góp, thà xấu đều còn hơn tốt lòng. Anh đang cho ăn 7-8 con đều tay, với trường hợp là anh Trung ạ, với trường hợp là con chim nó chịu được, nó hấp thụ được thì anh có thể cho ăn được thậm chí 10 con đấy. Nhưng mà anh em mình quan sát được, để trả lời với từng người nhá, anh em mình quan sát được thì anh em mình hãy cho ăn. Anh chào các bé nhỏ nhá. Mỗi con hôm trước xịt một trận là do pha bao gua lên thôi, giờ cứ tin dùng cám của anh. Không, Hoàng Thành Đạt ơi, cái gì thì cái, anh đã bảo rồi, nó cần phải có thời gian. Nó cần phải có thời gian, cũng như em dùng cái power của em Thắng thì em phải có thời gian. Có nghĩa là thời gian sao? Tại sao anh vẫn dùng? Anh vẫn dùng power. Đấy chưa? Anh vẫn dùng power, nhưng mà tại sao là có thời gian? Đó là thời gian gì? Là cái thời gian trải nghiệm. À, cái thời gian trải nghiệm, cũng như ăn cám thì phải để nó ngấm cám. Đấy. Ăn cám phải để nó ngấm cám, thì cái power đó cũng phải trải nghiệm vài cuộc thi, hay là trải nghiệm vài cuộc giải,
tại sao ấy nó có một cái công thức để uống power nó. Thậm chí có những con nhá không uống được trong ngày thi đó, không uống được trong ngày thi mà lại phải uống sau ngày thi cơ. Cái power đó ấy, nó là cái hỗ trợ, nó là cái hỗ trợ, cũng như là mình nói lôm la là nhỉ, người tham gia thể dục thể thao thì nó hay có cái nước hỗ trợ đấy, thì cái power đó nó cũng là như vậy. Thì anh em mình dùng cái sản phẩm nào là anh em mình phải hiểu cái sản phẩm đó, hiểu về cái công dụng công năng của nó thì nó mới phát huy tối đa được anh em nhá. Chứ còn cái để mà người ta đưa ra thị trường, để người ta đã đăng lên người ta bán thì đều đó là đều cái tốt hết. Nhưng cái tốt đó ấy, mình có khai thác được hay không, mình có phù hợp hay không, đó là một vấn đề khác đấy. Em đợt này cho ăn giảm còn 5 con tuần 3 lần, ăn nhiều đợt rồi thấy ỉ rút hôm nọ cho ra giải thấy bo ngay. Ok em, chim nuôi hay để trong tủ ngủ, lên chùm áo hay bung áo anh dài? Chim nuôi giống như hôm trước anh có đăng ở trên page ấy, là con chim phủ hay là mở, cái điều đó nó không quan trọng. Anh em nuôi nhá, phủ hay mở thì cái điều đó nó không quan trọng. Cái quan trọng là như này này, anh em nhìn con chim nó hấp thụ được cái cám hay không, nó hấp thụ được cái cám hay không. Đừng để nó xít quá, có nghĩa là nó bé quá cũng không tốt. Đừng để nó ỉa lác bét quá cũng không tốt. Đấy, có nghĩa là nuôi được trong môi trường nào thì anh em mình phải nhìn chính vào cái mà hấp thụ của con chim đó. Nó hấp thụ được con thì nó anh em nuôi ở môi trường nào nó cũng đạt anh em nhá. Cái quan trọng phải nhìn cái sự hấp thụ của con chim ấy. Nếu như mà con chim, ví dụ nhá, em nói ví dụ này, anh em vẫn đang nuôi hàng ngày, vẫn đang nuôi hàng ngày nhá, vẫn đang nuôi ở trong một chế độ đi, em nói trong một chế độ thôi chứ em không nói trong hai chế độ. Một chế độ nuôi hàng ngày như nào thì em không biết anh em nuôi như nào, nhưng tự nhiên con chim đang ăn nhiều, đang ăn uống rất nhiều, tiêu hóa tốt, ỉa cũng tốt này. Ỉa tốt là sao? Nó ỉa nhiều đấy, ăn uống ỉa nhiều. Anh em mình đừng có một cái suy nghĩ như hôm trước em nói với ông anh của em, đừng có một cái suy nghĩ là con chim đang ăn nhiều ăn ít mà nó căng. Sai. Cá nhân em là sai. Đừng nói là con chim đang ăn nhiều mà ăn ít là căng, sai hoàn toàn nhé. Con chim đang ăn nhiều ăn ít, con chim đó chắc chắn đang có vấn đề về sức khỏe. Em khẳng định luôn. Nếu như anh em chứng, nếu như anh em mình muốn kiểm chứng nó thì đúng cái thời gian địa điểm, à đúng cái thời gian và đúng cái lúc đó anh em mình cho đi thi mà xem. Em khẳng định với anh em, nó tụt trông thấy luôn. Nó tụt trông thấy luôn. Con chim đang ăn nhiều tự nhiên ăn ít. Cái điều đó nó là sức khỏe của con chim nó có vấn đề. Một, ho. Cái ho là cái dễ gặp nhất ở con trà mào. Cái ho là cái dễ gặp nhất và dễ biết nhất ở con trà mào. Anh em mình khi đang ăn nhiều mà ăn ít, anh em mình chỉ cần theo dõi nó vài ngày thôi là anh em mình biết chắc chắn nó ho. Còn theo dõi cách nào ấy? Thời gian và cái lúc tắm. Em đảm bảo với anh em mình chỉ cần nó bỏ ăn, nó ăn ít được tầm khoảng 3 cho đến 4 ngày thôi. Em khẳng định với anh em luôn, con chim đó sức khỏe có vấn đề. Anh em cứ nghe lời em nói xem. Chim hay không bằng may mắn anh nhỉ? Đúng rồi em trai. Em chào anh Phạm Tiến Dũng nhá. Chuẩn rồi, em không vội vàng như anh hôm qua. Ok anh Hậu ơi. Đúng anh, tất cả sản phẩm đều tốt, nhưng thấy chim em nó không hợp nên không dùng, cứ độc cám của anh và chế độ đều tay. Ok Nguyễn Thành Đạt ơi, anh cảm ơn em. Con chim bị đường ruột hay sao ý mà ăn ít cám? À, ít ăn cám. Không phải đường ruột đâu. Ít ăn cám mà chuyển sang ăn hoa quả và mồi. Ít ăn cám mà chuyển sang ăn hoa quả và mồi nhá, thì là con chim đó là bị vấn đề về, thứ nhất là vấn đề về đường hô hấp. Thứ nhất là về đường hô hấp. Thứ hai là vấn đề về đường tiêu hóa. Thì cái vấn đề nếu như bị đường tiêu hóa thì mai em cắt hoa quả và cắt mồi
để cho nó ăn cám thì nó ăn cám nó sẽ ra hiện tượng gì là em sẽ biết. Cái thứ hai, nếu như mà cái trường hợp nó ăn cám và vẩy cám thì chắc chắn rằng nó sẽ bị họ về vấn đề về đường hô hấp nhá em nhá. Nó ăn cám tàn phân lát anh ạ, uống nước nhiều, thế chứng tỏ nó bị đường ruột rồi em. Thế chứng tỏ nó bị đường ruột rồi. Cái thứ nhất ấy, nếu như mà trường hợp nó bị nặng, nó bị nặng thì lên đổi cám. Cái cách mà phải để dùng thuốc là cái cách cuối cùng. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Tại sao em nói thế? Không phải là anh em đừng nói lại phải mua cám của em, hãy mua cám của hãng khác, hãy mua cám của hãng khác. Nhưng để em nói về cái vấn đề về tại phải trị phân lát này, là hãy mua cám của bất kỳ hãng cám nào, đừng phải mua cám em nhá. Đừng phải mua cám em, mà hãy đổi cái cám hiện tại đi. Đấy, còn đổi cái cám nào là tùy anh em. Bởi vì sao? Bởi vì cái cám hiện tại nó không hấp thụ được nữa. Đấy không? Cái cám hiện tại nó làm con chim không hấp thụ được nữa. Hãy đổi cám khác. Còn đổi một hai loại cám, nếu không ok, nhắn tin cho em, em sẽ chỉ anh em cắt. Còn cái phương án cuối cùng để mà dùng thuốc, để mà dùng thuốc nhá, em dám khẳng định anh em này, 90% chưa chắc đã khỏi. Đấy là 90% thôi. Cái vấn đề về dùng thuốc là cái vấn đề cuối cùng rồi. Anh em cho em hỏi, anh ra cho em hỏi tại sao cứ phủ là phân lát. Đúng rồi. Thế cho nên là có một cái bài em bảo với anh em rồi. Lui phủ nó không phải là đơn giản. Lui phủ mình phải nhìn được chim cơ. Con chim nào chịu được lui phủ thì mới lui phủ. Cũng như anh em mình nhỉ, cái không gian hẹp và cái không gian rộng. Đấy, đưa mình vào một ngôi nhà bí, mình ở được nhưng người khác không ở được, người khác ở được nhưng mình không ở được. Thứ nhất là bí không gian, lười di chuyển, dẫn đến tình trạng uống nước nhiều hơn ăn. Đấy, thì đương nhiên rằng phân nó sẽ lát. Thì những con đó, những con đó bắt buộc anh em phải nuôi mở. Đấy, phải nuôi mở anh em nhá. Em phải nuôi mở anh em.